Hello, xin chào anh chị em. Thì hôm nay chúng ta cùng bàn về một vài mẹo nhỏ trong quá trình chơi coin để giúp cho cá của anh chị em nó khỏe mạnh đó. Thì và nó không hay mắc những cái bệnh vặt anh chị em nhé. Như anh chị em biết thì khi giao mùa hoặc là thời tiết diễn biến thất thường thì cá rất dễ mắc bệnh do thay đổi về cái nhiệt độ cũng như là thay đổi về cái môi trường của nhiệt độ nước. Lúc này cá nó rất dễ mắc một cái số bệnh như là nấm hay là nhiễm khuẩn nhẹ. Lúc này thì anh chị em lại lục đục đi mua thuốc về để chữa bệnh rất là vất vả. Và có cái câu hỏi đặt ra là làm như thế nào để cá có thể khỏe mạnh đương đầu với cái thời tiết mà không khiến người nuôi vất vả. Thì lúc này chúng ta có một cái câu nói đó là phòng bệnh hơn chữa bệnh nha anh chị em. Vậy hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu vài mẹo đơn giản trong cái quá trình nuôi coi giúp cá tăng cường sức đề kháng này, khỏe mạnh này, để mỗi khi cái thời tiết thay đổi thì người nuôi chỉ cần thay nước mới, thêm muối là cá có thể thích nghi luôn với cái hoàn cảnh thời tiết đó nhé. Thế thì với cái cách phòng bệnh đơn giản này thì anh chị em chỉ tốn khoảng từ 10 đến 20 nghìn đồng là có thể giúp đàn cá luôn ở trong cái trạng thái khỏe khoắn và không lo những cái loại bệnh vặt. Đầu tiên, cách mà nhiều anh chị em sử dụng nhất đó là dùng vitamin C cho đàn cá để giúp cá coi có cái sức đề kháng tốt hơn. Trên thị trường hiện tại thì có nhiều cái loại vitamin được bán để tạt vô hồ hay là trộn vô cám để cá ăn trực tiếp. Nhưng mà hầu như nó mắc tiền cũng như là liều lượng sử dụng rất là hao. Nên nhiều anh chị em là nuôi cá Việt hay anh chị em chưa có kinh tế khá giả không thường xuyên mua và sử dụng cho đàn cá coi nhà mình được. Vậy cái giải pháp đơn giản cho anh chị em đó là dùng vitamin C tự nhiên trong hoa quả và nổi trội hay dùng nhất đó là từ cam. Chỉ cần một trái cam tầm khoảng 5-10 nghìn, anh chị em có thể cắt ra làm đôi, sau đó là ném vào hồ cá là cá sẽ tự lên ăn bình thường. Lúc này anh chị em chỉ cần quan sát cho tới khi cam được cá ăn hết, chỉ còn vỏ thôi, thì chúng ta vớt ra ngoài là xong, rất đơn giản. Cũng chú ý đến đàn cá nha, anh chị em nuôi nhiều thì chúng ta mua 2-3 trái cam là ok anh chị em nhé. Một tuần thì anh chị em có thể cho ăn 2 lần, như vậy sẽ giúp cho cá tăng cường được sức đề kháng, tránh cho cá hay mắc những cái bệnh vặt, tốn thời gian anh chị em chữa trị nhé. Cách đơn giản thứ hai là chúng ta sử dụng vitamin C dạng con nhộng á. Tức là với cái vitamin C dạng vỉ này thì thị trường chỉ có giá từ 7 đến 10 nghìn đồng tùy nơi bán thôi. Với cái lượng cá khoảng từ 20 đến 30 con ấy, thì chúng ta chỉ cần dùng 2 viên vitamin C dạng con nhộng, sau đó chúng ta hòa tan cùng với một xíu nước thôi. Sau đó thì chúng ta đem đi trộn với cám và chúng ta cho cá ăn bình thường là ok. Ngoài ra thì vitamin C dạng con nhộng còn một ưu điểm khác rất hữu ích, đó là nó có khả năng khử clo trong nước. Nhiều khi trong hồ anh chị em cá có dấu hiệu nhiễm độc hay là sốc clo trong nước hoặc là tăng pH đột ngột sau mưa, thì lúc đó thì anh chị em muốn thay nước luôn. Thì lúc này hầu hết chúng ta dùng nước máy và trong nước máy thì nồng độ clo cao sẽ khiến cho cá bị sốc. Thì lúc này thì anh chị em dùng một viên vitamin C dạng con nhộng này cho một khối nước hòa tan và để 15 phút thì clo trong nước sẽ được tiêu trừ hoàn toàn. Sau đó anh chị em có thể dùng nước đó thay cho hồ cá bình thường nhé. Ngoài ra thì anh chị em cũng biết là cá coi là một loại cá ăn tạp, nó vừa ăn chất đạm được cũng như ăn chất xơ được. Vậy nên định kỳ anh chị em có thể cho cá ăn rau như là xà lách này, salad này, giúp cá hấp thụ một số loại vitamin hữu ích. Anh chị em cũng có thể bổ sung chất xơ hoặc là tăng màu cho cá theo cách tự nhiên, đó là dùng những cái viên tảo trộn với cám ấy, cũng rất hữu ích cho cá. Thay vì nhiều khi chúng ta mua cái cám tăng màu về cho cá ăn nhưng mà không căn đúng cái liều lượng cho cá, khiến cho cá nó vỡ màu hoặc là thậm chí tác dụng ngược làm mất màu cá, thì việc bổ sung bằng cách tự nhiên và định kỳ sẽ an toàn hơn rất là nhiều. Ngoài ra thì anh chị em cũng bổ sung nhiều nguồn khác nhau thì cũng khiến cho cá thích thú hơn là việc chỉ ăn mỗi cám không thôi anh chị em nhé.
Về cái hệ tiêu hóa của cá ấy, thì anh chị em cũng cần quan tâm chú ý. Hầu như là các bệnh của cá đều từ cái chế độ ăn mà ra cả. Đó, anh chị em cho ăn ít quá thì cá nó yếu và suy dinh dưỡng, từ đó dễ bị tấn công bởi nấm và khuẩn. Còn nếu cho ăn nhiều quá thì khiến rối loạn tiêu hóa rồi làm ô nhiễm nguồn nước, khiến NH3, NH4 và NO2 tăng cao, khiến cá mắc những cái bệnh như là ký sinh trùng hay bệnh về da, hoặc là ăn no quá khiến nội tạng cá nó bị chèn ép và tổn thương. Vậy nên để cá có một cái hệ tiêu hóa tốt thì anh chị em cũng nên chú ý định kỳ mình dùng men tiêu hóa giúp cho cá có hệ tiêu hóa tốt. Cái này thì anh chị em có điều kiện thì mua những cái sản phẩm tiêu hóa, còn chưa có điều kiện thì anh chị em có thể mua những cái gói men tiêu hóa của người về dùng cũng khá hiệu quả nhé. Còn theo cách tự nhiên nhất thì anh chị em có thể dùng sữa chua không đường về trộn cùng cám để cá ăn, cũng giúp ích rất nhiều cho hệ tiêu hóa của cá. Thì một tuần anh chị em có thể cho cá ăn 2 lần sữa chua trộn cám, và ngoài ra có thể hòa ra ca đổ trực tiếp vào hệ thống lọc, cũng giúp cho hệ vi sinh phát triển mạnh. Và đặc biệt là sữa chua không đường thì khử mùi tanh trong hồ rất là tốt, lại còn giúp cho kết tủa những cái cặn li ti á trong nước, giúp hồ của anh chị em không có những cái cặn lơ lửng nhá. Ngoài ra thì anh chị em cũng có thể dùng tỏi giã rồi vắt lấy nước, sau đó trộn cùng với cám cho cá ăn tuần 2 lần, cũng giúp cho cá tăng cường cái hệ miễn dịch và khỏe mạnh nhé. Đây đều là những cái sản phẩm tự nhiên giúp cho cá khỏe mạnh và không mắc những cái bệnh vặt. Và cuối cùng là muối, thì đây là cái sản phẩm thông dụng, tiện lợi cũng như là rẻ nhất để anh chị em xử lý những cái tình huống bệnh vặt như là sau cơn mưa thay nước và châm muối, hoặc là cá nằm đáy tuột nhớt nhiễm khuẩn nhẹ thông thường thì anh chị em cũng có thể dùng, giúp cho cá bình tĩnh lại, không bị stress khi môi trường thay đổi khiến cá tuột nhớt nhé. Hoặc là những cá mới bắt về còn lạ nước, chúng ta cũng dưỡng cá với muối để giúp ích rất là nhiều cho việc cá nó ổn định lại anh chị em nhé. Ok, về hôm nay Long chia sẻ với anh chị em những cái mẹo đơn giản cũng như rẻ tiền để anh chị em có thể áp dụng với hồ cá của mình. Mong rằng giúp ích được nhiều cho anh chị em để có một cái hồ cá khỏe mạnh, không bị mắc những cái bệnh vặt. Anh chị em hãy like và đăng ký kênh để Long có động lực ra nhiều video hơn chia sẻ tới anh chị em nhé. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị em ở những video lần sau.